Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, lời đầu tiên của năm mới thì cho Thuật Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và dạng sáng nay thì đã diễn ra các trận đấu của vòng 21 giải Ngoại hạng Anh. Sân cầu nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ, đó là cuộc so tài của Liverpool với Chelsea. Đây là hai đội bóng đang gây thất vọng rất lớn ở mùa giải năm nay và cái phong độ của họ cũng không thực sự tốt. Và trận đấu này thì cả Liverpool và Chelsea đều không thể hiện được cái bản lĩnh của một đội bóng lớn của mình như họ đã từng có, và hai đội đã hòa nhau với tỷ số không đều sau 90 phút thi đấu. Kết quả một số trận đấu khác như sau: West Ham thắng Everton với tỷ số 2-0, Southampton thất bại 0-1 trước Aston Villa, Leicester City và Brighton hòa nhau với tỷ số 2 đều, Bournemouth và Nottingham Forest hòa nhau với tỷ số 1-1 và Crystal Palace hòa 0-0 Newcastle United. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh tính đến sáng ngày 22 tháng 1 như sau: Arsenal dẫn đầu với 47 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 42 điểm, xếp thứ ba là Newcastle United 39 điểm, đứng thứ tư là Manchester United 39 điểm, xếp thứ năm là Tottenham 33 điểm, đứng thứ sáu là Brighton 31 điểm, đứng thứ bảy là Fulham 31 điểm, xếp thứ 8 là Liverpool 29 điểm, đứng thứ 9 là Brentford 29 điểm, xếp thứ 10 là Chelsea 29 điểm, đứng thứ 11 là Aston Villa 28 điểm, xếp thứ 12 là Crystal Palace 24 điểm, xếp thứ 13 là Nottingham Forest 21 điểm, đứng thứ 14 là Leicester City 18 điểm, xếp thứ 15 là West Ham 18 điểm, đứng thứ 16 là Leeds United 17 điểm. Wolves đứng thứ 17 với 17 điểm, 3 vị trí cuối cùng thuộc về Bournemouth 17 điểm, Everton 15 điểm và cuối cùng là Southampton. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh thì đêm nay và rạng sáng mai sẽ ra các trận đấu như sau. Ở khung 21 giờ thì Leeds United đối đầu với Brentford, Manchester City gặp Wolves. Trận cầu nhận sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ trong cuộc đọ sức tối nay, đó là cuộc so tài của Arsenal với Manchester United vào lúc 23 giờ 30. Có thể nói rằng đây là trận đấu đại chiến của hai đội bóng. Đã rất lâu rồi khi mà hai đội bóng gặp nhau trong cái tình cảnh nó rất căng thẳng và có phong độ tốt như thế này. Arsenal đang có phong độ rất là cao và lại được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó thì Manchester United vừa bị cầm hòa ở trận đấu bù ở vòng đấu trước. Do đó Arsenal phải tận dụng tối đa cái lợi thế sân nhà của mình để mà cắt đuôi Manchester United trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu giữa Arsenal với Manchester United, cũng như đánh giá về bảng xếp hạng và cuộc đua vô địch ở giải Ngoại hạng Anh năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.